Cô chào các em. Trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 môn lịch sử lớp 9. Với bài kiểm tra này, các em sẽ kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và kết hợp với tự luận. Trong đó, cái phần trắc nghiệm sẽ là 4 điểm, gồm 16 câu. Phần tự luận 6 điểm gồm 3 câu. Thời gian làm bài là 45 phút. Nội dung trọng tâm của ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn lịch sử lớp 9 bao gồm phần trắc nghiệm sẽ là các bài 16, 17, bài 18, bài 22, bài 23 và bài 24. Về phần tự luận, chúng ta sẽ ôn tập bài 21 phần 1 La Mã, phần 4 La Mã là phần 2 nhỏ, bài 26 là phần 1 La Mã, bài 27 phần 1 La Mã và phần 2 La Mã thì chúng ta ôn phần 2 nhỏ. Đây là phần trắc nghiệm. Với câu hỏi trắc nghiệm thì một câu hỏi như vậy nó sẽ có 4 cái đáp án và chúng ta sẽ chọn cái đáp án nào mà cô tô có màu đỏ. Gồm có 16 câu. Các em có thể bấm dừng để các em theo dõi nhé. Phần tự luận thì sẽ có 6 câu. Phần câu thứ nhất là vì sao kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ? Thì chúng ta trình bày được 3 ý. Phần 2 là đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta như thế nào? Câu số 3 là chiến dịch nào của quân dân ta đã phá tan âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp? Hãy trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó. Đối với phần này, đối với câu hỏi này thì các em phải trả lời được đó là chiến dịch nào, rồi sau đó các em mới trình bày diễn biến và kết quả ý nghĩa của cái chiến dịch đó. Câu 4 cũng thế, chiến dịch nào của quân dân ta phá tan kế hoạch rơ ve của Pháp, hãy trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó. Thì chúng ta cũng phải xác định đó là chiến dịch nào, rồi sau đó chúng ta mới trình bày. Ở câu số 5, kế hoạch Nava được Pháp Mỹ thực hiện nhằm mục đích gì? Đó là chuyển bại thành thắng trong vòng 18 tháng. Câu 6 cũng vậy, chiến dịch nào quân dân ta phá tan kế hoạch Nava của Pháp Mỹ, hãy trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó. Thì em cũng phải nói được đó là chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Sau đó mình trình bày diễn biến và kết quả ý nghĩa. Các em sẽ ôn tập các kiến thức trọng tâm ở trên và tuần 10 mình sẽ kiểm tra tại lớp. Thì đây là video hướng dẫn cho các em. Phần đề cương cô sẽ gửi đến lớp sau. Chúc các em ôn tập hiệu quả và làm bài tốt nhé. Thân mến, chào các em.